xin chào cô chú anh chị đến với kênh Nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ. Anh chị ơi, Thành Vũ đang đứng trong công viên nằm giáp quốc lộ 1A ha, và nằm ngay chợ Gò Đen ha anh chị. Thì chợ Gò Đen á là một cái ngôi chợ, một cái chợ cách đây khoảng mấy chục năm rồi, cả trăm năm rồi nha anh chị. Đó, và cách chợ Bình Chánh chỉ khoảng là 5 cây thôi. Đó, và từ đây nè mà mình đi về các quận như quận Bình Tân, quận Tân Bình đó anh chị, chỉ khoảng 20 phút ha, 20 phút đi xe nha anh chị. Và hôm nay Thành Vũ sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một căn nhà nằm ngay cái công viên này luôn. Đó, một cái công viên mà buổi chiều tối đó anh chị rất là đông đúc. Đó, những người trẻ này kia đồ tập trung ở đây để vui chơi này kia đồ anh chị ha. Và căn nhà đó thì giá hơn 1 tỷ thôi, sổ hồng riêng luôn nha anh chị. Đó, và căn nhà đó anh chị này nằm ngay sau những cái căn nhà mặt tiền này luôn ha. Đó, lô nhì nha anh chị, lô nhì của công viên ha, đi ra mấy chục mét thôi. Và ngay chợ Gò Đen này á thì cũng có rất nhiều cái tiện ích như cửa hàng điện máy nè, con cưng nè, thế giới di động nè, bách hóa xanh này kia đó ha, ngân hàng và các loại chi nhánh luôn, chi nhánh ngân hàng này kia đó có đầy đủ luôn nha anh chị yên tâm ha, đầy đủ tiện ích luôn. Chợ mới nè, chợ cũ nè, công viên có sẵn luôn, nhà mình nằm ngay công viên nha anh chị. Đó, và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ tiến vào bên trong căn nhà này nhé. Công viên thì rất là đông luôn nha anh chị, đó, nằm gần các trung tâm hành chính luôn, ủy ban này anh chị, hội đồng nhân dân này kia đó ha, thì cũng nằm gần đây luôn, nằm gần quốc lộ 1A luôn nha anh chị. Từ đây mà mình đi ra quốc lộ 1A thì mấy chục mét thôi, và đi thẳng đường này nè cũng ra quốc lộ 1A được luôn nha anh chị, nằm ngay chợ luôn. Gò Đen thì có hai chợ, chợ mới và chợ cũ ha, người nha anh chị, đó, rất là đông luôn. Đường mình nó thì bé bé xinh xinh thôi, xe ba gác vô được thôi anh chị, không phải ô tô nha. Này Vũ nói trước nha. Đó, đây đã tới căn nhà của mình luôn. Thành Vũ đã đến với căn nhà của mình rồi đây anh chị. Đó, một cái căn nhà cấp 4 ha, bề ngang mặt tiền là ngang 6m và nó hậu 6m rưỡi ha, và nằm ngay chợ luôn nha anh chị. Từ đây nè mà mình lội bộ ra công viên chỉ khoảng là mấy chục mét thôi, rất là gần luôn, và nằm ngay chợ giáp quốc lộ 1A luôn. Từ đây mà mình đi ra chợ Bình Chánh thì khoảng 4-5 phút đi xe anh chị ha. Đó, và đi về các quận như quận Bình Tân nè, Tân Bình nè, chỉ khoảng 15-20 phút ha anh chị. Đó, một cái căn nhà cấp 4 được đi co lại rất là đẹp luôn ha anh chị. Ở ngoài á thì mình được lát đá nè. Đó, đường của mình á là đường xe ba gác thôi nha anh chị. Thành Vũ nói trước nha, tại vì hẻm chợ mà. Đó, nhưng mà bù lại một cái á thì một cái căn nhà rộng rãi thoải mái đó, cấp 4 thôi mà đầy đủ công năng luôn. Đó, nếu mà về á, mà nếu mà thời gian sau khoảng 5 năm 10 năm sau anh chị cải tạo lại, xây lên lầu này kia rồi nữa thì quá là tuyệt vời luôn, một mảnh đất ha anh chị ha. Còn cái này là mảnh đất tặng nhà luôn anh chị. Đó, ở đây á thì mặt dựng của căn nhà thì được ốp lát gạch 800x800 ha anh chị, bóng kính luôn. Đó, là nhà của mình á thì làm cao hơn so với cái đường của mình là khoảng 5 tấc rồi anh chị. Đó, ở trên á thì được làm cái mái đưa ra màu trắng ha anh chị ha, tránh mưa tránh gió tạt vào nhà. Đó, đường trước nhà, phía trước nhà này khoảng 2m rưỡi ha. Đó, cũng Thành Vũ thấy cũng thoáng đó. Rồi, trước khi vào nhà thì mình có lớp cửa 4 cánh ha anh chị. Đây, cửa 4 cánh được sơn màu xin pha ha, ở trên thì kính ha anh chị ha. Đó, ở dưới thì có chăn đó, rèm này kia rồi làm đầy đủ cho mình luôn. Và đây là khoảng không gian phòng khách của căn nhà mình đây. Hẻm mình là hẻm thông nha anh chị, hẻm mình là hẻm thông nha. Đây, để Thành Vũ dẫn anh chị ra ngoài này cái nữa. Đây, như ở đây á, thì khu dân cư mình nè rất là đông, trong cái đường hẻm nhà mình nè anh chị, đó rất là đông luôn anh chị. Đó, san sát với nhau, và hẻm thông đi thẳng ra bên ngoài luôn ha anh chị ha. Đó, rồi đây không gian phòng khách của căn nhà mình đây, rộng rãi và thoải mái không kém luôn. Trên thì làm trần lau phong thạch cao full luôn ha anh chị ha. Có đèn chùm ở giữa nè, đèn lon, đèn led với những cái hoa văn này kia. Ở dưới gạch 800x800 ha. Đó, cái không gian cái khoảng sân này, khoảng phòng khách này rất là ngang, rất là dài luôn anh chị, rất là rộng luôn. Đó, ở đây mình có thêm một cái tủ để che giữa không gian khách và không gian phòng khách, và cái không gian bếp ở phía sau nữa. Có trang trí cho mình một cái chậu cây nữa nè. Riêng ở đây á, khi cái khu vực này mình về mình không gian ở đây á, thì mình để bộ sofa nè, bàn ăn, bàn phòng khách này kia thì quá là ok ha anh chị ha, rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Đó, chỗ này á, thì có những cái lam nè. Đó,
Và tiếp theo chính là không gian bếp thì được đặt ở bên đây. Chỗ này thì mình để bàn ăn này kia rồi cũng được ha anh chị. Một cái không gian như thế này, không gian sinh hoạt chung, ấm cúng, rất là ấm cúng luôn. Và cái bếp của mình thì làm chung với cái sinh hoạt chung này luôn đó. Nhưng mà cái khoảng cách thì nó cũng rất là xa, nên anh chị về mình cũng có thể bố trí thêm phòng hoặc là bố trí thêm cái không gian để mình sinh hoạt ha anh chị ha. Trên thì chặng long phong là cao, ở giữa thì có một cái bóng đèn tam hoa ha anh chị. Và bếp của mình thì làm rất là dài luôn. Bếp thì tủ bếp dưới nè, tủ bếp trên đầy đủ cho mình luôn đó. Có rất là nhiều ngăn kéo ở dưới này luôn nha anh chị, và có làm cho mình sẵn một cái kính bếp luôn ha. Rồi bàn thờ ông táo nè, chỗ úp chén nè anh chị. Và không gian ở đây thì có thêm một cái bồn của chén nữa. Và hai bên đó đối diện á thì không gian phòng ngủ ha. Nhà mình có hai phòng ngủ nha anh chị. Đây phòng ngủ thì cũng rất là rộng luôn anh chị. Đây cửa thì cửa nhôm xin pha kính cường lực phủ mờ nha anh chị. Cửa phòng ngủ á có luôn một cái cửa sổ để thông ra cái hẻm giữa hai nhà ha. Nhà tường nghiêng cột nghiêng mà, cho nên là có ở giữa có một cái khoảng cách. Ở trên thì chặng lao phong thạch cao, ở dưới thì gạch ốp lát nè, 800 x 800. Đó. Phía sau này á, thì mình còn thêm một cái phòng ngủ nữa nè anh chị. Đây, hai phòng ngủ đều rộng nha anh chị. Hai phòng ngủ rất là rộng luôn. Riêng phòng này rộng gần gấp đôi phòng kia luôn anh chị, rất là dài luôn. Trên chặng lao phong thạch cao đó, đèn lon đèn led đầy đủ, có luôn cái cửa sổ cho mình cũng thông ra như căn phòng ngủ vừa rồi ha. Rồi thêm là cái lam bảo vệ nữa, gạch ở dưới 800 x 800 ha anh chị ha, đầy đủ cho mình đó. Cũng cửa nhôm xin pha kính cường lực phủ mờ. Và cuối cùng đó chính là không gian nhà vệ sinh thì được đặt ở cuối đây đó. Một không gian nhà vệ sinh cũng rất là rộng luôn. Ở dưới thì bồn cầu ngăn khói nè, gạch chống chân trượt ở trên dưới. À có thêm một cái lỗ để mà mình về mình gắn thêm cái quạt hút mùi ở đây cũng được ha, hoặc là cái bánh ú lấy sáng nữa anh chị. Và lavabo gương đầy đủ, vòi hoa sen đầy đủ cho mình luôn. Rồi thêm là cửa nhôm xin pha kính cường lực phủ mờ ha anh chị. Chỗ này thì mình để cái máy giặt ở cuối đây nữa là ok rồi anh chị ha. Thì anh chị đã xem xong một cái căn nhà với diện tích đó là ngang 6m ha, nở hậu 6m rưỡi và dài 14, nằm ngay chợ luôn nha anh chị, nằm ngay chợ luôn và pháp lý là sổ hồng riêng hoàn toàn luôn, đất thổ cư 100% đó. Anh chị nào quan tâm căn nhà này thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ ha. Và căn nhà này với giá là 1.800.000.000 ha, giá trên là giá full hoàn toàn ha, anh chị chỉ cần trả trước khoảng 800 thôi, phần còn lại thì ngân hàng có thể cho anh chị vay ha. Rồi anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ và nhớ bấm like ủng hộ Thành Vũ nha, nhớ bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà tiếp theo. Thành Vũ xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp nha.